gì đấy? Sao họ bảo là lắc kỹ trước khi uống? Mày đi đây nào? Gì ngay tay con? Anh Sơn ơi! Woo! Cái này đơn giản. Đấy nhá, lần sau là mày phải hướng dẫn mẹ kiểu này biết chưa? Mà mẹ nữa, bọn con là chỉ làm mẫu có một lần rồi đấy. Lần sau ấy mà uống sữa mà không lắc ở chuyện ấy. Đấy nhá, con với anh hướng dẫn nốt lần này thôi. Sau nhớ nhá. Mẹ hiểu chưa? Mẹ hiểu chưa? Đấy. I believe I can fly.